Trên tay em nó là một phôi gỗ rễ của thằng thằng gỗ, đó chính là gỗ bách xanh mộc châu. Anh em mình nhìn thấy chưa? Hàng rễ của bách xanh mộc châu thì nó cũng màu một màu xanh đen, hơi vàng xanh đen. Còn hàng thân của nó thì cái màu vàng thì chúng ta không nói rồi. Làm ra một chiếc vòng tay đẹp bắt buộc bọn em phải lựa chọn những phần phôi rễ như thế này để làm ra một chiếc vòng tay gỗ bách xanh mộc châu hàng rễ anh em nhá. Ok, đi theo em để làm ra một chiếc vòng tay như thế nào. Ok. Đây là quá trình xẻ phôi gỗ hàng rễ của bách xanh mộc châu anh em nhá. Rất hồi hộp và đấy, mùi thơm đã tỏa ra rồi, chứng tỏ là cái hàm lượng tinh dầu cao, mùi thơm mạnh và ngọt. Cách xa khoảng tầm độ 1 mét em vẫn ngửi thấy mùi khi xẻ nó ra nhé. Rất thơm luôn anh em mình ơi, rất thơm luôn. Các bác nhìn thấy cái mạch dầu xanh đen chưa? Những cái mạch dầu xanh đen đấy, các bác thấy chưa, những cái mạch dầu xanh đen rất đẹp và cái mùi thơm rất mạnh nhá. Bây giờ là quá trình sẽ là cắt phôi gỗ để khoan lỗ và làm ra một chiếc vòng tay siêu phẩm anh em nhá. Các bác thợ đang khoan lỗ để sâu vòng anh em mình nhé, khoan lỗ để sâu dây cho nó đẹp. Các bác nhìn thấy không, rất tỉ mỉ. Ôi ok, quá trình mài nhám cho hạt nó đẹp anh em mình ơi. Đấy nhá, các bác thấy chưa, làm ra một chiếc vòng tay khá là vất vả và khó khăn. Bởi vậy lên một chiếc vòng tay thì giá thành nó đã rẻ rồi thì công làm cũng vất vả, các bác hãy thông cảm cho các bác thợ nhé. Và xong, đây là cái sản phẩm em vừa mới làm xong, một chiếc vòng tay đang hot nhất trên thị trường hiện nay, đó chính là vòng tay bách xanh hàng rễ anh em mình nhá. Hàng rễ là nó có cái tinh dầu trong cái hàm lượng gỗ cực kỳ cao, bởi vậy là khi chúng ta đeo vòng tay bách xanh mộc châu hàng rễ như thế này thì nó thơm được lâu và đồng thời cái giá thành thì nó khá là rẻ. Chúng ta mà có điều kiện kinh tế không có nhiều lắm thì chúng ta có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc vòng tay gỗ bách xanh mộc châu hàng chìm như thế này anh em mình nhá. Ok, bác nào chốt cái sản phẩm này thì em đang ghim số điện thoại trên màn hình, anh em mình hãy nhanh tay, số lượng có hạn, không còn nhiều nữa. Ok anh em mình nhá.